Nhưng chỗ này thì có vẻ như là người ta làm nương rồi các bác, nhưng mà rất là sâu chỗ này ấy. Chỗ này thì là nếu mà phải kè rất là cao không nhỉ? Thế hôm nọ là ông hỏi chỗ nào không? Trên kia à? Thế là hai ông cháu mình đi xem. Là hai bác chủ đất thì là thống nhất là 60 triệu thì là mới bán được. Chiều ngang của nó thì là được 11 mét, còn chiều sâu của nó thì là được 15 mét của bác. Cái chút tiền này, cái ông bác này là 60 triệu, 60 nhưng mà triệu. Ông thì không có tiền gì. Vâng, cái đấy thì ông là... mong các chị, các anh giúp đỡ được thì tôi vẫn thích ở đây. Chỗ khác thì không tiền nữa, và đi điều kiện, ông đi xa thì ông không đi được. Nhưng mà thích thì thích chỗ này. Còn phía bên kia của bác này nó không bán, nó bán như chỗ này. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ông gửi một lời chào tới các bác ở trên kênh ông nhé. Vâng. Tôi xin chào các bác ở trên trang, các cô các chị. Chào đi cùng chú Lực đi tìm xem với chú ở xem nào, không ai làm ai bán không. Vâng. Thế thì là hôm nay là hai ông cháu sẽ đi lên trên đường lớn, đường quốc lộ để mà xem là có ai bán miếng đất nào trên đấy không có bác, để kiếm, để mua cho hai ông cháu. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì là các bác cũng yêu quý hai ông cháu rất là nhiều, và tôi cũng đọc rất là nhiều những ý kiến của các bác ở trên kênh nói rằng là muốn cho hai ông cháu là đi ra bên đường lớn để ở thì nó sẽ tiện hơn ông ạ. Wow. Thế còn ở đây thì là thực sự ra là ông thì có một chút đất ở đây. Wow. Đấy thì nói thật ra là người dân ở trên vùng cao thì sống hoàn toàn bằng phần ruộng của gia đình mình thôi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì các bác cũng muốn rằng là các bác nghĩ về lâu về dài là sau này con đường của Mạnh, con tương lai của Mạnh nữa. Vâng. Đấy, bây giờ thì hai ông cháu mình là sẽ lên đâu nhá. Vâng. Ông nhìn xem. Vâng. Hôm nọ thì ông có hỏi ở trên đấy là có ai bán không? Nó hỏi đấy. Thế bán vừa nó bảo chả biết bao nhiêu mét, nó bảo 60 triệu, 70 triệu. Vâng. Mà đi. Thế thì một tí nữa hai ông cháu mình phải đi xem là nó phải rộng bao nhiêu và vâng, dài bao nhiêu thì là mới mua được không ạ? Vâng, nên mà xuống đấy thì mà ở thì nó tiền hơn. Vâng. Vừa gần trường học. Vâng. Nó có gần cái trường chính không ông? Không gần đâu, nhưng mà đi nó bằng. Vâng. Ở kia nó có điều kiện mua được cái xe đạp cái gì đấy thì nó mèng nó đi được. Vâng. Cái nhà của hai ông cháu thì là tiếp xuống dưới kia của bác ạ. Những cái lần tuấn lực xuống thì tuấn lực đều là ghi hình lại cho các bác cùng là biết về cái quãng đường nhà của hai ông cháu rồi. Và nếu mà làm ở đây thì để mà vận chuyển được vật liệu ấy thì là vào rất là khó. Cái vườn chuối bên kia nó cũng bán nhưng mà nó lên đá lắm mà. Gần chỗ nào? Vâng. Gần xá kia. Gần xá cái nhà Thắng Dương kia đấy. Ui, đất ở bên kia thì đắt lắm không ạ? Vâng. Không biết mà mày có toàn là chơi bằng tiền tỷ thôi. Ừ. Em bảo mét 14 triệu. Mét 14 triệu. Vâng. Ở bên kia thì nó là gần đất của gần xá thôi cô bác ạ, cho nên là người ta lấy rất là cao. Vâng. Mình cũng không. Nhưng mà nếu mà ở đấy là cũng xa nhà, xa chỗ ruộng nương của ông lắm ấy nhở? Vâng, xa lắm. Nhưng mà không tiền nữa, không quen ai. Vâng. Bây giờ thì nếu mà kiếm được đất ở trên này thì không quen ai thì là mình quen lại từ đầu. Vâng. Đấy, mình tìm hàng xóm lại từ đầu. Tại vì là ở dưới nhà của ông này thì cũng đâu có hàng xóm cho là mấy đâu. Vâng. Có mỗi một nhà là nhà quen được trên này thôi. Vâng. Mà tí hỏi anh ông đấy xem nó. Vâng. Mà chắc dư chắc số nhà chú nó. Vâng. Làm một tí là hai ông cháu mình đi xem thôi, xem là miếng đất của nó như thế nào. Vâng. Nếu mà cảm thấy là được là mình sẽ gọi ra để mà nói chuyện. Vâng. Nói chuyện với chủ đất luôn. Vâng. Nó bảo bán mà cái hồi ở Cốc Bài nó vừa về hồi cái ông ở chung trình kia mua cho con gái nó. Thế là không có người là hỏi mua này không? Không phải hỏi mua đấy, nó hỏi. Nhưng mà nếu ông đấy không lấy thì nó bán. Vâng.
Hôm đấy mình lấy thì nó không bán rồi, à, nó bán cho ông cái đấy rồi. Vâng. Tí hai ông cháu mình đi xem nhiều số ông ạ. Vâng. Đi xem nhiều số xem là thế nào mà nó được giá thì là mình mua. Vâng. Có thể là mình mua cả quả đồi cũng được không? Vâng. Mua cả quả đồi thì là mình thuê mấy chút một chút. Vâng. Nhưng mà nó tiền mà tí mới. Vâng. Ông cũng ở được. Ờ, xe để trên chiến nào. Dạ. Xe để chiến nào. Đó, xe có được xe luôn. Và cũng rất là mong là xe lên trên này sẽ có nhiều thứ này. Chúng là rất là phù hợp cho hai ông cháu. Ông hiện tại thì cua, chỗ đây có cua ông nhỉ? Vâng, cua. Xe này có cua nhiều lắm ấy. Ừ. Hiện tại thì cái phần quý làm nhỏ của hai ông cháu thì nếu mà được mua một cái nước ở trên kia. Rất là rộng rãi và rất là thoải mái đó các bác. Ừ. Còn những con đường là đi xuống nhà ông này các bác ơi. Còn là đi lên lên cái đường này này. Thì nếu mà vận chuyển được vào nguyên liệu thì rất là khó. Nhưng mà thì là bác ra ở đây, bác ra đi ở cái này đi. Mày là sáng nay là đi học rồi không? Vâng, sáng nay ông là đi đi học á. Sáng nay là ông đóng tiền học cho Mạnh rồi chứ? Đóng hết rồi. Vâng. Đóng tháng 5, tháng 6. Ờ, thế là đóng hết là một kỳ luôn hả ông? Một kỳ luôn rồi. Vâng. Kỳ sau là đi học ở xã rồi, đi lúc một rồi. Tháng 6 là nghỉ hè. Nghỉ hè xong là đi bên kia, chắc đi được cũng được không biết rồi. Vâng. Sang năm thì là bé Mạnh là sẽ đi vào lớp 1 rồi cô bác ạ. Bé Mạnh thì còn là một cái tương lai rất là dài. Nhưng bên kia thì ông ấy khổ lắm đấy, nó không ở được bên trường được. Vâng. Về thì ông phải từ 4 dưới, 5 giờ phải đưa nó đi rồi. Thế thì nếu mà được thì là cháu Mạnh ở trong đó luôn chú ông. Vâng. Không thì trong đó thì là cháu ở trọ xã mà thì bảo là nếu mà đi Mạnh được thì là ra ở với cháu. Vâng. Đường nó đường xa, mình nó không dám đi. Vâng. Ông ơi. Đi mà người nó bố mẹ nó có xe, nó đi xe rồi. Wow. Đi xe không có. Ông thì nếu mà bây giờ lên trên đấy mà kiếm được đất gần thì có xe thì liệu ông có đi được không? Ông có tập đi được không? Xe thì chưa tập. Ông chưa tập xe bao giờ à? Vâng. Thế ông đã từng ngồi xe máy chưa? Ngồi thì ngồi rồi chứ được, chưa tập không biết đi. Ông thì mỗi lần đi xuống thì không mệt mấy các bác, nhưng mà lên rất là mệt. Wow. Toàn đường dốc nữa này. Xuống thang là bước lên là dốc hơn rồi. Wow. Đến tuần trường, tuần xã. Cái đoạn này là xe máy không chưa đi vào được đâu các bác ạ. Ra bên kia một đoạn nữa. Yeah, xe máy mới vào được. Nhưng mà ông có mong muốn rằng là sẽ kiếm được một miếng đất là ở trên đấy không ông? Ông chỉ muốn. Ông muốn à? Vâng. Rồi thế thì nếu mà ông mong muốn ấy thì là cái số tiền mà hiện tại cháu đang cầm ấy thì làm sao mà để cho nó mua được một miếng đất thoải mái. Vâng. Xong mà để mua miếng đất xong thì nếu mà có các bác trợ duyên tới cho ông thì là tiếp tục cả đi vào làm nhà. Vâng. Cho ông. Vâng. Thì chỗ mẹ họ cũng xa có, nhưng mà nhìn nó xem nó vừa hợp lấy được thì ở trên. Vâng. Bây giờ thì là hai ông cháu sẽ lên trên cái chú mà đi trên đất còn chấm sẽ như được không các bác nhé. Bây giờ thì còn một cái đoạn đường còn khá là xa nữa. Xa lắm.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Bây giờ thì là đi đường nào nhỉ? Đường này. Vâng. Bây giờ thì là hai ông cháu là gần đến trên cái chỗ mà đường quốc lộ rồi cô bác. Ở dưới này thì có một con đường nhưng không biết là đường này là ô tô là đi được vào không nhỉ, đường này? Ô tô không được, xe ôm xe đi được. Đường này thì là xe máy thì vào được cô bác ạ. Ở trên này thì cũng nhìn thấy là có rất là nhiều những cái mảnh nương, thì không biết là bà con trên này là có ai muốn bán không. Nhưng mà tuy nhiên là chỗ này là nó vẫn còn là cách xa đường bê tông khá là xa cô bác ạ. Cái này là không được rồi, cái này nó đặt cho bà lưu là mai kia làm đám thăm ma. Thế chỗ này là làm đám thăm ma rồi à? Vâng. Nhìn thấy là chỗ đấy là cũng khá là đẹp. Vâng, khá đẹp đấy. Nhưng mà nếu mà vận chuyển vật liệu vào thì chỗ này thì là xe tắc tơ là vào được. Vâng. Thế còn nếu mà xe như kiểu tầm 7 khối, 7 tấn thì là không vào được các bác. Vâng. Xe về đến đây chỗ này rồi, đường đây rồi. Cái chỗ này thì là đất của nhà ai không nhỉ? Cái này á? Vâng. Nhà ở các cháu bác ở bên kia này. Đến đường bê tông rồi các bác. Mạnh thì là buổi sáng là đi học đường này không nhỉ? Vâng, đi đường này. Thế ông cháu mình đi sang bên kia không ạ? Vâng. Ông cháu mình đi sang bên kia để mà xem thêm. Ông cháu mình đi men theo cái đường bê tông này không ạ? Vâng. Đường cũng vòng xa lắm. Vâng. Nhưng mà cháu thấy là ở bên kia là có vài miếng này, thì đón cháu mình vừa đi, đón cháu mình vừa đi xem luôn, để xem là liệu thì có thích hợp không. Đấy, cũng vừa ghi lại cho các bác ở trên kênh biết. Chỗ này thì là ô tô vào đây là thoải mái rồi. Ô tô vào thoải mái này. Như tầm là chỗ dưới phía bên tay phải của ông này thì là nó hơi dốc quá chỗ này. Cái này dốc quá các bác ạ, thì ra là không có mua được. Cái này thì nếu mà để mà mua ấy, thì làm kè rất là cao. Vâng. Cho cái dâu mà nó không chín ông. Vâng. Không phải là đất màu của mình thì nó làm cái gì không được. Vâng. Nó nuôi gà nó đi. Nước không có nước ô này. Vâng, thế là lúc nào mà sau này mà có cơ duyên mà gặp ở trên này một miếng đất ông ạ, là mình phải đi kiếm thêm cái nguồn nước. Nếu mà người ta không cho mình nhờ đấy thì là có thể là mình mua. Còn ở phía bên này thì là nó là một cái tản ly rất là cao rồi các bác. Trên này á, thế này thì là nếu mà phải đào thì không biết là đào tầm bao nhiêu tiền nữa. Đào xe cũng về được, kề bên kia lên, không có đá này. Bao tải cho vào đất, đắp lên đi. Đi ra những cái chỗ phần phía bên này thì rất là sâu rồi các bác, thì không thể mà mua được. Chỗ này thì nếu mà để mà mua chỗ này để mà làm nhà ấy thì chắc là phải kè tầm độ một tầng âm thì nó mới bằng được đấy không ạ? Vâng, hết tầng âm đấy, cái này dốc lắm mà. Phải bên dưới ok lên. Thế nào vào lên nhà vậy? Ông hơn 6-7 mét. Wow. Dốc thế này.
thì đường đấy 3 mét hơn mà cao thế này rồi. Thì mua được. Nếu mà gặp cái miếng lớn nào, mình đất nào mà đẹp ấy thì là không hợp giá thì là cũng không thể là mua được. Ta hết lên là mấy trăm triệu thì cũng không có đủ tiền. Đấy, như là chỗ đây thì chỗ đây cao quá rồi đây. Như trước sụp đây, nó cao hơn 4 mét này. Cái chỗ này thì nếu mà người ta bán ấy, thì là bán nó rất là rẻ. Đấy, nhưng mà mình cũng không thể làm mua đất được ở đây làm được cả cuộc đời đâu ông ạ. Mua thế nào mà nó chắc này thì dốc lắm không dám ở đâu. Mua to là nó sụp xuống đấy. Đây, vừa đi thì có một cái vừa ghi hình lại những cái số. Những chỗ này thì có vẻ như là người ta làm nương được các bác, nhưng mà rất là sâu chỗ này ấy. Chỗ này thì là nếu mà phải kè rất là cao không nhỉ? Thế hôm nọ là ông hỏi chỗ nào không? Trên kia à? Thế là hai ông cháu mình đi xem. Vâng. Nhưng mà trên chỗ đấy liệu có kè có cao không? Không có đấy. Không cao à? Ở đây thì là cũng khá là gần đường bê tông rồi các bác. Đấy, tuy nhiên thì là cái phần đất của nó là cháu được nhìn thấy là rất là dốc. Cho nên là vẫn là chưa nhìn thấy là cái chỗ nào. Đây thì nếu mà tí ông cháu mình nhìn thấy chỗ nào ấy thì là con cháu mình đánh dấu lại để mà mình đi hỏi. Hay mình hỏi xem là có ai bán không. Chỗ này thì nếu mà làm ấy thì phải kè độ tầm là hơn 3 đến 4 mét thì nó mới bằng mặt đường được. Đấy, tuy nhiên thì là mình phải cách làm nhà phải cách mặt đường độ tầm là 3 mét. Vâng, 3 đến 4 mét đấy. 3 đến 4 mét là nó còn chưa có khoảng sân rộng đâu, tại vì là sau này sợ rằng là người ta sẽ mở rộng thêm đường ấy. Như ở phần trên này thì nếu mà mua đấy thì là nếu mà sau này nếu mà hợp với ông ạ thì là có thể là múc đất nó ra để ở khác. Cháu thấy là chỗ này có một chỗ đi cũng khá là bằng đấy không? Đây này. Chỗ này này. Dạ. Chỗ này là không có nước á. Không tiện đâu. Chỗ này thì có vẻ như là có nhiều mộ quá các bác ạ. Trên này thì chắc là một cái bãi tha ma rồi. Cái đồi bên này ấy. Ở phần bên này thì là nó là đất nó phẳng hơn một chút rồi đấy. Nhưng mà tuy nhiên là trên này lá giáp một cái bái tha ma. Trên này. Thằng này đeo. Ông cháu mình đi theo cái con đường kia xong mà tí xem có miếng nào không. Thế là vợ ông là ngắm được chúng một miếng là trên này à? Ngắm nhưng mà hồi nó vừa nó bảo bán, mà chồng nó bảo không bán. Vợ nó bảo bán, chồng lại không bán à? Nhưng mà không biết là liệu là có bán không đấy không? Không biết được. Vâng. Cái miếng này thì có vẻ như là cũng rất là phẳng này các bác này. Đấy, tuy nhiên thì là giáp ở phía bên này thì là một cái đồi tha ma rồi. Thế khoảng thời gian vừa rồi thì vừa đi xuống nhà ông thì Trấn Lực cũng đã vừa tìm hiểu và xem là có chỗ nào mà người ta bán đất ở phía bên này không. Thì cũng sẽ mong rằng là sẽ gặp được một cái miếng đất nào mà nó ưng ý với ông. Với lại ưng ý tất cả các mạnh thường quân nó có đáp ứng đủ điều kiện để mà làm nhà. Nhà cái cô mà bán đất ở trên kia thì có ở gần đấy không ông? Có ở gần đấy à? Nhà nó ở đấy. Vâng.
Tít dưới kia thì có vẻ như là có nhà không nhỉ? Chỗ này thì nó là một cái đồi măng đắng của bác ạ, chỗ này ấy. Thấy là có măng đắng rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì một đoạn nữa thôi là hai ông cháu đến đường quốc lộ rồi các bác. Ở đường trên này thì là người ta đang mở thêm hiện tại ấy. Đấy, bây giờ thì đường lớn thì là ngay trên này rồi các bác ạ. Trên này thì là người ta đang mở thêm đường ấy, là đào đào có rất là nhiều đất. Chỗ này là đường hai chiều không? Ồ. Thế là đường trên kia là người ta cũng chuẩn bị là mở thành đường quốc lộ của bác ạ. Vâng. Nếu mà mua được đất ở trên này thì lại tuyệt vời quá của bác ạ. Nhưng mà theo như ông có nó chia sẻ với cháu Lực rằng là trên này thì người ta đang chuẩn bị làm cái quả đường là đường có thể biến thành một con đường là đường quốc lộ để đi xa bên là cái huyện khác. Đấy, măng này rất là to này, một cây măng này. Bây giờ thì hai ông cháu là đến chỗ mà đường quốc lộ là đường rẽ xuống nhà ông Sò bác. Đường này thì người ta mở rất là to. Chỗ hôm nọ thì ông bảo là người ta bán ở phía bên kia. Vâng. Thì hai ông cháu mình đi xem một chút không? Nếu mà mua được cái quả đường, quả đồi ở trên này thì đào thì gọi là không biết là phải tốn nó bao nhiêu tiền để mới đào được thành một cái miếng đất để mà mình làm nhà nữa. Chỗ này thì dốc quá cô bác ạ, chỗ này. Chỗ này thì nếu mà để mà kè thì là lên khá là cao. Đấy, nhưng mà cái đường quốc lộ thì chắc chắn là người ta sẽ cách độ tầm là 9 mét đấy cô bác. Bây giờ thì đến cái chỗ mà mảnh đất của ông là hôm nọ là ông có tìm được rồi cô bác ạ. Anh nhưng mà tuy nhiên là không biết là giá cả đó nó có sẽ chênh lệch thêm không. Thì sợ rằng là ông hỏi thì là một giá khác, một giá khác. Khi mà cháu được đi vào làm cái vấn đề mà mua thì người ta lại bán ra một giá khác cô bác. Chỗ này thì là ở gần đường của Mạnh luôn không nhỉ? À, gần cái trường của Mạnh ấy. Trường của Mạnh thì là ở ngay đây luôn các bác, trường học của Mạnh ấy. Đất này á? À. Thế là hôm nọ là ông hỏi là được ở phía bên này à? Bên kia á? Rồi anh không phải bên đây đâu chứ không? Hả? Bên đây à? Nhưng mà chỗ này thì lại dốc quá không ạ? Chỗ này ấy. Ông cháu mình đi ra thử xem. Chỗ này thì có vẻ như là nhà của chú này vẫn làm nhà của bác. Thế tuy nhiên thì là ui ôi. Dưới này thì sâu quá phải không ạ? Dưới này thì nếu mà để mà mua thì kè thì không biết là kè bao nhiêu đá không bác. Kè xong rồi sợ là sau này nó bị sạt lở nữa. À bà ở à? Tại trường học của bé Mạnh là ở ngay bên kia luôn cô bác ạ. Trường học hiện tại của Mạnh ấy. Ôi dồi. Ui dồi. Chỗ này thì làm sao mà làm được nhà không? Thế nhưng mà bảo bán chỗ nào là 60 triệu? Chỗ này á? Dưới này nhà trên kia à?
Bên dưới này thì rất là dốc của ba, không biết là cái đất này thì có phải là đất đất mượn không này. Cái này là đất mượn à không? Đây có vẻ như là đất mượn là đào từ trên này xuống. Hôm nọ thì ông, ôi trên này có một cái miếng này không? Mua này họ mua rồi à? Chỗ này thì trước người ta bảo mua bao tiền ông không biết không? Không biết đâu. Ông thì, ông ra bên kia gọi xem, đi sang bên nhà bà xem nào. Xem là hôm nọ là bà muốn bán ở chỗ nào. Hôm nọ là bà muốn bán ở chỗ nào, xem là... Cái nhà kia à? Nhưng mà để mà nói chuyện với lại chủ bán đất xem nào, chủ đất xem nào. Ôi nhưng mà sợ rằng là cái chỗ này thì là đất là mượn nhiều quá không ạ? Sau này nếu mà làm nhà ấy thì là phải cách cái tầm đến đây không ạ? Đây này, cho chân cháu đây này, đi xuống dưới này. Ở phần phía bên này thì liệu có ai bán không? Không biết á. Ôi Tài á, tin Tài Khải Nam nữa Tài. À biết rồi, Tài chi là nữa mấy. Đây cả lá lê á. Đây Tài. Thắn á, tức là lão ông này bán đây. Lê, nữ ông này lô lá ơi. Hát lê, nữ ngả lá. Thằng này nó có dạng hơi thương đấy chú. Có thêm thằng này đấy chú, cái phút thằng. Đây à. Thằng tia tờ mấy, thằng tia tờ má mấy anh. Cái phút thằng, thằng xứ, thằng trăm mấy. Thằng trăm mấy chuông, phần khuất, thằng trăm mấy chuông, phần này, đây em để tì. Lấy tiền này lên, phải chẳng là nam lấy cho nam á, nam khủy đi chứ mẹ Tài. Bố cho nam khủy ở lan này xem để nửa mắt tốt rồi. Này cho nam xứng khớn mấy bao khớn nổ. Mấy bao khớn nổ. Thế là bà vừa nói với cháu Lực rằng là cái đất này thì là nước là đào ở phần trên kia xuống đấy cô bác này. Cái đất cứng của nó thì từ dưới kia bà? Bác ra khỏi nông, khỏi chiếu bố. Bố rú nổ, ông mà phấn. À ông này ông nhà. Ừ ông thì bên. Vâng. Thế là nếu mà đây thứ trên nam xin khấn tài tướng khấn mấy bao khấn đi nên xin bao trên nam mới móc cho là tới khu đầm nhà là vũ cao tổ tổ cái chín cái tới cái công quạt đấy chứ này à cái chín này à cái cha này à này thì cứ xuất đẳng. Chỗ này thì là nếu mà sau này mua thì vẫn phải là làm kè ông ạ chỗ này ấy. Bây giờ bác giống bác trai mà thiểm nhá xuất nhăng đây này mình thấy tròn hơn còn phải đợi thêm bác trai nữa cô bác ạ. Chỗ này thì nếu mà được thì cực kỳ là tốt cô bác ạ. Đúng rồi, nếu mà làm thì bây giờ là phải một xe này. Cái này thì là hôm nọ là cái phần đất này cô bác này thì là người ta đào đường ấy thì là hất sang bên này. Nếu mà làm nhà đấy thì là phải kè lên rất là cao. Bác ở bán đất hả bác? Chỗ này thì cái chiều sâu của nó tầm bao nhiêu mét đâu bác nhỉ? Sâu nó. Vâng, từ mặt đường ra bên kia ấy. Sâu nó thì hết cái khang dưới này. Hết cái trồng sẵn đây này. Hết cái chỗ trồng sẵn kia. Ừ, cái chỗ gốc cây kia đấy. Ồ. Thế là nếu mà bán là bán từ cái chỗ mà cái mấy phát cổ rồi khẩn bên đấy á. Ừ. Từ tiệt đi đầm nhà tới cái sâu chứ. Nhưng mà chỗ này thì cháu nhìn thấy là hơi dốc. Ông còn chỗ nào mà nó không dốc hơn không? Ở bên kia ông có chỗ nào không? Bác còn chỗ nào không bên kia ấy? Đây thì chỉ còn có một niền ở bên này thì mình bán thôi. Bên kia không bán nữa. Bên kia lại bác lại không bán à? Vâng. Nhưng mà thế bác chỉ bảo là bán bán mỗi chỗ này thôi cô bác ạ. Thế này nhưng mà sau này người ta làm đường thì chắc là độ tầm 3 mét chứ bác. À, thế là người ta đào là đào lên trên à? Đấy, bác ạ. Nếu mà làm nhà thì là chỉ đến tầm mà đến đây đi xuống thôi. Còn là chỗ này nó là đường rồi. Thì không biết là
Cái chiều sâu của ông thì chắc là độ tầm là 10 mét của bác ạ. Chiều ngang thì bác là muốn bán là tầm là bao nhiêu? Chiều ngang thì chỉ ở đây Hôm nay cái thái thương chứ mẹ ăn rơi nè. Dưới này nên mình 1 mét thì bên này lấy cho nó 1 mét. À. Thế là cái chỗ đất nhà này mà thì là bác bán rồi à? Bán rồi. Chỗ này trước là bác bán là giá như thế nào? Khác còn cháu nó đòi. Thấy đây chứ làm nghi ngờ quá đi. Là đây anh em trong nhà của bác ạ. Vâng. À, là 45 triệu á. Ừ, đi phí tiếp hạ chiều của tôi nè. 45 triệu thì cháu được nhìn thấy là chiều dài thì chắc độ tầm là được cho là 8 mét đi. Còn chiều rộng thì chắc là tầm rơi vào 10 mét một chút của bác. À, nhưng mà cái chỗ này thì là giá của chú bác của bác mình bán thì là bác bán tầm bao nhiêu? Cái này á? Vâng. Này thì đo xem có bao nhiêu mét thì bán tất cái chỗ này rồi. Vâng. Đến cái góc cây sao mọc kia. Sao mọc kia? Ờ. Chỗ này thì cái nên... chú mọc cỏ kia. Vâng, chú mọc cỏ ấy. Sang bên này. Ừ. Chú mọc cỏ ấy sang bên này. Ừ. Thế thì bác bán thì chỗ này thì là 1 mét bác định lấy bao nhiêu tiền? Không tính mét đâu, nếu không tính mét thì còn nhiều, chỗ này phải 8 mét. Ở đây đi mà, đây trừ đi ra bên này 1 mét thôi. Ờ. Đến đây thôi. À thế là đến đây là từ đây đi đúng không? Ừ. Từ đây đi. Từ đây sang bên kia chắc lộ tầm rơi vào tầm 15 mét đấy cô bác ạ. 15 mét chiều ngang. 15 mét là mặt đường. Vâng. Ông bác có thước không? Nếu mà có thước thì bác ạ. 2 này. 3 này. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Thế là bác là muốn bán là từ chỗ bác gái đứng kia đúng không? Vâng. Chỗ bác gái đứng kia là ra đến chỗ này. Ừ. Nhưng mà cái chỗ này thì sau này cháu chỉ sợ rằng là người ta cho cách độ nhà tầm 9 mét thôi. Không, cái này là đường nó đủ sang bên trên thôi. Cái này là cu, cái chỗ cu mà. Vâng. Thế là đường là sau này sang bên trên đúng không? Ừ. Đây còn cắt nữa đi. Vâng. Thế là bây giờ bác là bán là muốn bán từ chỗ này đúng không? Vâng. Từ chỗ này đi nhưng mà chỗ này thì nó tính vào đường quá rồi. Nếu mà đo chỉ là chỉ đo từ chỗ này đi xuống dưới thôi. Bác ạ. Ừ. Vâng. Thế là chỗ này thì là hôm nọ là đào đường là đào cho đất vào. Thế là bây giờ là bác là không muốn bán theo mét ở chỗ này ấy. Chắc khai tôi khai tức lý mẹ ảo nè. Không, bác phải nếu mà được thì là bác bán tạo điều kiện là bán cho cháu thêm một chút. Để là sau này nếu có thí dụ là làm để được cái gì đó. Đấy. Thế là ý của bác gái bán thì là muốn bán từ cây sao mộc này lên à? Ừ. Thì từ cây sao mộc này lên đây. Chỗ này thì là bây giờ nếu mà ấy phải kè lên này. Kè lên độ tầm là nếu mà từ cái chỗ mà 4 mét thôi. Theo cái mét đường kia. Hồi trước có cái cống ở đây mà. Vâng. Ở là bên này không? Bên này bác? Ừ, có cái mép đường nó bên mối nhau kia đấy. À, vâng. Vâng. Bà vừa chia sẻ là cháu Lực mua cho ông thì là trước là ông cũng hộ hai bác cũng như là làm thuê đấy cô bác thì là cũng mong muốn là mới bán thôi chứ còn không muốn bán. Nhưng mà tuy nhiên thì là bây giờ thì cũng phải là xem là như thế nào thì mới bán được. Đấy, cũng nếu mà các bác ở trên kênh thì là nếu mà cảm thấy là chỗ này mà được đấy cô bác thì là cô bác có thể là cho cháu Lực một chút ý kiến cô bác nhá. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là bây giờ là vẫn còn chưa biết là bác là muốn bán là từ đâu đến đâu. Từ sang chỗ tả ly chỗ thửa mấy thửa kia không bác? Vâng. Từ mấy cái thửa kia đúng không? Cái thửa trồng sẵn này. Vâng, thế là cháu bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống dưới là cho các bác cùng biết. Thế là theo bác là
từ đây đi đúng không bác? Đây từ coi như là gọi là thẳng cái cột nhà cái xuống đúng không bác? À không, trừ ra 1 mét đúng không bác? Trừ ra 1 mét thì là tương đương là từ chỗ này là phần đá bên kia là sang đến tận đâu không bác? Ôi, chỗ này thì có vẻ như là thẳng từ cây sâu mọc này à bác? Thẳng từ cây sâu mọc đi. Chỗ này thì nếu mà bán ấy, chỉ là được chỉ có một nền nhà thôi. Sang bên kia thì không phải là của bác nữa à? Được 60 triệu à? Được 60 triệu thì là mấy bán. 60 triệu thì chỗ này là kể lên mới được có đi 2 mét thôi, kể về không có thẳng đấy. Vâng, cái thẳng nó cao lắm mà. Nhưng mà liệu chỗ này ông nhìn thấy là ông nếu mà mua ở đây thì ông có thấy được không ông? Thực sự đất nó không chắc mấy à? Sợ đất nó không chắc thôi đúng không? Nhưng mà hẹp quá đấy. Vâng. Đây, bây giờ thì vẫn còn đang là băn khoăn một chút của bác ạ. Đấy, theo như là hai bác chủ đất thì là thống nhất là 60 triệu thì là mới bán được. Đấy, tuy nhiên thì nếu mà các bác xem ở trên kênh thì chỗ này là 60 triệu thì liệu là có mua được không á? 60 triệu thì nương mới tự bán yếu bố. Ồ, à tài. Xong tiếp chiều nương tự bán mới yếu bố. À, bộ bà này là nương đúng ảo này ông xin tù làm nhưng tham gia tầng mắt nữa nương đi hơi tí mà ông nương bực khai hơi. Nhá ảo này sáng này ảo này lại đi cho hờ ảo này đi cầm đuôi quân đi thôn này đi thì quân ông này đi cắt khẩm lại đi cho hờ sẽ cho con đại cái nông hơn à. Thế là người trong thôn thì là mới bán à? Ừ, sẽ cho con đại hơn. Em nọ thì cũng có một cô là ở bên xã khác của bác ra hỏi thôn khác ra hỏi đấy, nhưng mà tuy nhiên là hai bác không muốn bán. Thế thì hai bác là mong muốn là bây giờ là bán chỗ này là 60 triệu là không bất. Nó sau này lâu ông này lại chỗ hơn nữa sẽ chắc những con đại cơ sinh mà sản đại có bà hơn là thế thì là tại nhiều bài mà không biết gì sao với cái từ mất tù có bà hơn nó đi thằng thì lâu ông này lại lấy hơi thì sẽ chắc đi con đại có bà hơn chỗ này thì luôn cái cầm nữ ấy mà cái phù mai con tọc bồ tọc mà thì chỗ hơn chứ thời muốn cho con gái một liền con gái nó không liền được thì phải bán cho tiền. Thế là thế là cái chỗ này thì nếu mà mua ấy thì là ông nhìn thấy là có rộng rãi không? Thì tạm đường nó mà phải kè trên dưới lên. Tạm đường là bây giờ là phải kè đúng không? Kè bây giờ thì tiền kè thì chắc là cũng phải tốn một cái khoản là khá thì mới kè được cái nền nhà đấy các bác. Nên kè phải có xi đấy, có xi để làm chắc lên được. Đúng rồi. Cái này là bây giờ kè thì không biết là kè bằng đá hay là đổ bằng bê tông thì nó mới được. Kè phải bằng đá. Vâng. Cũng không chắc mấy đâu. Kè bằng đá. Đấy, nếu mà nhưng mà ông cảm thấy là chỗ này là ông cảm thấy là ưng ấy không? Đấy, cảm thấy mà... cảm thấy nếu mà ưng ấy thì là nếu mà đi vào làm nhà thì là mình kè thêm cũng được. Mà ưng thì ưng chiếc rồi nhưng mà ưng nghĩ giờ vẫn hẹp một tí. Vẫn hẹp đúng không? Vâng. Chiều dài nó chiều dài xuống dưới nó hẹp quá này. Vâng. Thế thì theo như cũng lù lắm là mấy mét thì mấy mét nó không cho vào nó không tháo ra đấy. Đúng rồi ông. Chỗ này thì là sau này nó phải trừ độ tầm là 3 mét. Đấy, 3 đến 4 mét đấy cô bác. Chỗ cá mình khai nó là đấy. Kể nó phải xếp đá từ dưới lên lên. Nhăng thẳng măng à, chất gì trình là. Măng nó ở dưới. Vâng. Kể lên mới. Vâng. Làm đây rồi chứ mà. Kể bằng đấy cũng phải. Vâng. Ít nhất là bây giờ là phải kè nó lên được tầm 5 mét. Ở trên kia thì là ở phía bên kia thì là bác có miếng nào để mà muốn bán thêm không bác? Bên kia không bán à? Còn cháu. Bên nhà cái
Ở bên kia thì bác không có mong muốn bán đâu bác. Đấy cũng rất là khó vì là nó dốc quá. Nếu mà nó tầm ra tầm như ở phía bên kia thì có thể là được. Tới biết thôi, Nam hôm nay đủ càng cái là tới thì mình mới bao càng. Đây vừa rồi thì cùng với lại bác với lại ông đo thì có bác ạ, từ cái chỗ mà cái búi cỏ này có bác, từ đến búi cỏ ra đến chỗ bác trai đang đứng là 11 mét, là ngang là 11 mét của bác nhá. Thì cháu Lực đã trừ cái phần mặt đường này, ít nhất là phải trừ được tầm 3 mét thì là người ta mới cho làm nhà của bác, chứ không là sau này làm ra thì là sẽ người ta sẽ tháo. Còn cái chiều sâu của nó thì là được có 9 mét thôi cô bác ạ. Coi như là chiều sâu là 9 mét, còn chiều ngang là 11 mét. Đấy, tuy nhiên thì là chiều ngang nếu mà 11 mét thì là ngôi nhà sẽ hơi hẹp một chút. Đấy, mọi lần là cháu Lực làm nhà thì làm nhà của nhà em Sử ấy thì là 12 mét cô bác. Bề ngang là 12 mét, còn bề sâu, bề chiều đi vào sâu ấy thì là 6 mét. Dạ, nếu mà từ đây đi xuống dưới thì vẫn còn dư là độ tầm là 3 mét chiều sâu nữa. Đấy thì không biết là ý kiến của các bác ở trên kênh thì là liệu rằng là cái miếng đất này ngang thì là 10 ngang là 11 mét, còn bìa rộng là 9 mét, liệu giá 60 triệu thì có hợp không? Đấy, nhưng mà ông ấy thì là cái chiều ngang với chiều rộng như này thì theo ông thì cảm thấy là nếu mà làm nhà ấy thì là làm nhà là đủ một cái nhà thôi. Vâng. Là không có dư ra thêm đâu. Có gì mình dâu gì đâu. Vâng. Thế thì chiều sâu này nếu mà kề lên thì cũng không đủ 9 mét đâu. Vâng. Nên lên cũng phải tầm 6-7 mét thôi. Nếu mà kề thẳng nó không được. Nếu mà bây giờ kề thẳng thì được. Bây giờ thì kề thẳng này nó cao quá, kề từ cái chỗ góc cây sau mộc này này ông này. Vâng. Kề lên này, kề lên một đoạn độ tầm là 3 mét. Vâng. Xong là kề vào đây tận độ tầm 3 mét thì là ngôi nhà này sẽ vừa 9 mét luôn. Vâng. Ở phía bên kia thì bác với lại bác gái thì không có chỗ nào để mà bớt ra được một chút nào bác? Được đâu. Không được à? Thế còn là thí dụ như còn trên đồi này thì là bác có chỗ nào mà bán cả có đồi không? Không có đâu, trên đồi là có anh em. Chỉ bên dưới đường thôi. Vâng. Ô, ô, cái đến tàu thứ. Nó tin đường đó để ở dưới lại, dưới tư một giờ nó mới. Để ở dưới lại hốt đó, quan nó. Chắc chắn thì nó khai mỗi lòng 5 tuần hôn này này. Trường đen nước ngoài núi. À thế là bác trưởng thôn là cũng bác trưởng thôn là cũng định là mua à? Trưởng thôn ở làng thôn bên kia đúng không? Trưởng thôn bay lên. Anh chả mua ở bên kia đấy. Trên đường đấy. Đây đây ở nhà đấy không có phải quan ổ. Nướn ảo khai nướn đi cầm mà thứ ở lên cái thế nè. Để hang à là. Thành tư ca con tôi sáng chỉ mi. À đây ở nhà không có quan. Đó hừ. Bản na mới chủ đâu con ha cho mình lạ. Đâu khai nhà đấy thôi mới đi mà đâu khai nào đấy thôi chờ cháu uống nhỉ cháu đâu. Tức là mình có cái nó 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 Lắm à, bây giờ đang tranh chấp à? Thế nhưng mà cái đất này thì liệu là có phải là tranh chấp không? Có bị đỏ không bác? Có, hồi trước làm vườn rừng về sau là họ tranh. Vâng. Bề đỏ thì ông mới có. Vâng. Thế ra là từ điểm trường sang bên này trồng mấy cây sa bọc thì cũng còn cho ông trồng. Thế nhưng bây giờ nếu mà cảm thấy là cái chỗ miếng đất này là được rồi, ông Sò đã ưng ý rồi thì là sẽ ra bên xã để mà hỏi xem là xin bên xã là xem là liệu là làm nhà ở đây thì có được không thì là mới mua được cô bác ạ. Nhưng mà liệu là nhà ở đây làm chỗ này thì bên xã có cho cấp không, như kiểu nhà bác này thì người ta có bảo là gỡ ra không bác? Không, không bảo đâu à? À thế là nếu mà không bảo gỡ ra thì chắc chắn là chỗ này là vẫn cho làm này. Cho làm đấy. Vâng, đấy, tuy nhiên thì là phải kè rất là dốc. Nhưng mà liệu cái chiều sâu của nó thì bác có muốn thêm một chút không? Thêm một chút thì liệu là mấy, nếu mà kè thì mới kè được đấy. Bác xem là cho nó hết cái cây khô kia.
thang cái gì lắm. Cây khô kia à? Đầu ngoạn cây khô kia đấy. Vâng, thế là nếu mà có vào nếu mà đến cây khô cái thì là độ rơi tầm là thêm là tầm 5 mét nữa. Đấy thì là tổng là cái chiều ngang của nó thì chiều sâu của nó thì sẽ vào được là 9 cộng với 5 là 14 mét chiều sâu. Tương đương là 11 mét chiều ngang. Anh nhím thì nó không thể đeo xem nào. Dạ. Không, cái chỗ chiều ngang này là cháu đo rồi không ạ? Đo, mấy bay đo nó vừa rồi, nhu măng. Chiều ngang này là cháu đo rồi, là 11 mét. Vừa rồi chú bác dùng chân đo thì có vẻ như là bảo là 15 mét đấy, nhưng mà đo lại thì là 11 mét thôi. Nếu mà như bác bán đến chỗ cái cây xa kia thì là giá tiền là nó như nào bác? Cứ thế này mà. Con thế đúng không? Để dưới này một tí. Vâng. Thế thì nếu mà được thì là nếu mà bác bán đến chỗ gốc cây cây mà khô kia thì là 60 triệu thì liệu là ông có ở đây được không? Có điều được, nhưng mà kè hơi nhiều đá lắm nhỉ. Vâng, chỗ này thì kè lên thì chắc chắn là kè đến là bên đây phải bằng đường hay là trước bên đường một tí. Vâng. Mà dưới kè đến đây cũng phải tầm 6 mét đấy, 5 mét dưới nhỉ. Kè lên cao thì chắc là tầm độ 5 mét đấy. Ok, kè về kè đến về làm hai bước, kè đúng dưới rồi. Một bước xong là trên nó mới kè lên. Cứ phải làm ba bước mới được đấy, nó cao thế này. Vâng. Đây cũng khá. Nhiều đá lắm. Cũng khá là cao của bác ạ. Đấy, bây giờ thì là chắc là mấy ông cháu mình sẽ đi tham khảo thêm là chỗ khác nữa. Thì xem nếu mà tham khảo đi chỗ khác nữa thì là liệu là ông cháu mình mới đi vào và mua được không ạ? Đấy, vừa rồi thì cũng nói chuyện với lại cả hai bác rồi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực xin được phép là nói lại thêm một lần nữa. Chiều ngang của nó thì là được 11 mét, còn chiều sâu của nó thì là được 15 mét cô bác. Hay tuy nhiên thì là ở chỗ này thì là chắc chắn là vẫn phải kè lên rồi. Vừa rồi thì cháu Lực có bay một cái cảnh flycam nhìn từ xa xuống, thì không biết là ý kiến của các bác mạnh thường quân ở trên kênh như thế nào. Đấy thì nếu mà ở trên này thì ở đây thì là ông có cảm thấy là nó tiện hơn, tiện không không? Vâng, thế này là tiện hơn. Tiện hơn không ạ? Vâng. Nhưng mà tuy nhiên là ông có cái điều gì mà ông muốn nói không? Người có điều muốn nói, nhưng mà chiều sâu nó thì kè nhiều. Cái chút tiền này, cái ông bác này gọi là 60 triệu. Nhưng mà ông thì không có tiền gì. Vâng, cái đấy thì ông là mong các chị, các anh giúp đỡ được thì tôi vẫn thích ở đây. Chỗ khác thì không tiền nữa. Và đi điều kiện, ông đi xa thì ông không đi được. Nhưng mà thích thì thích chỗ này. Còn phía bên kia của bác này nó không bán, nó bán à, chỗ này. Phía bên kia thì là bác là không có muốn bán một chút nào rồi các bác ạ. Tuy nhiên thì là ở chỗ này ấy, thì là ông cũng đang băn khoăn về cái vấn đề kè ấy. Đấy, kè. Đấy thì nếu mà ông cảm thấy là được ấy, là cháu chia sẻ lên trên kênh. Nếu mà các bác ở trên kênh thì các bác thì cũng là thuộc dạng là láo làng rồi. Đất cắt thì các bác cũng biết là rất là nhiều. Đấy, tuy nhiên thì cháu Lực thì vẫn còn là khá là trẻ tuổi các bác. Đấy, nếu mà theo cái sự nhận biết của cháu Lực làm ở chỗ này thì là phải kè rất là cao các bác. Đấy, cho các bác xem lại một lần nữa. Từ kè nó vậy, thế như đó rồi. Vâng. Thì người kè nữa. Vâng, đến right. Nhưng mà đến lúc đấy thì là ông không phải lo đâu ông ạ. Wow. Tại vì là bây giờ là đang băn khoăn về cái vấn đề là nó cao quá thôi. Vâng. Wow. Hay còn như mà nếu mà cảm thấy là nó ở được ấy thì là mình vẫn là què kè được. Đấy, tại vì là rất là nhiều nhà thì người ta cũng kè lên rất là cao cô bác ạ. Vâng, thế thì hôm nay thì cháu Lực chia sẻ một chút về cái chỗ miếng đất mà hôm nọ là ông tìm được. Đấy, cũng đã ghi hình lại cho các bác gọi là cùng xem rồi. Thì nếu mà các bác ở trên kênh có cảm thấy là cái miếng đất này ưng rồi, là thích hợp với ông rồi, thì cho cháu Lực xin một chút ý kiến của bác nhé. Đấy, tuy nhiên thì là vẫn phải đi xem là thêm ở chỗ khác nữa ông ạ. Đấy, nhưng mà ông thì là từ phía mảng bên này đi xuống dưới là ông là cảm thấy là thích hợp với lại ông, là tiện với ông đúng không? Ở dưới kia thì có chỗ nào mà người ta muốn bán thêm không ông? Cái chỗ mà nãy hai ông cháu mình đi đấy. Cái chỗ mà gần đường bê tông ở dưới cũng được. Ở đây là nó gần đường quốc lộ rồi.
gọi là ra kia thì tầm có quả đồi nào ấy thì là mình có thể là mua nó rộng ra, xong là mình thuê máy xúc mình đào cũng được, đào cái chỗ nền nhà xong là còn đâu thì là cái chỗ đó thì là mình để trồng rau với lại làm mọi thứ nữa. Ở dưới thì không có, dưới gọi là vỏ dưới này hôm nay nó không ở, dưới chúng thịnh dưới này làm gì ăn, họ cúng ma này làm thịt bò ăn. Vâng, vâng, vâng. Những con đường cái chỗ đường mình chi cũng có một chú chắc là ông một chú cái gì này chẳng biết nó bán không. À, thế là một chú nữa à? Vâng. À, thế thì là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực sẽ chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu quý tới hai ông cháu. Trong thời gian tới thì nếu mà được sự yêu quý của các bác rồi thì là hiện tại cái phần khoản là mua đất thì là nó đủ rồi cô bác ạ. À, còn có thể là còn dư ra rồi. Thì nếu mà mua đất xong thì cái phần kinh phí đó không đủ để làm nhà thì rất là mong các bác sẽ trợ duyên tới cho hai ông cháu để cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà nó gần đường và nó tiện hơn một chút cô bác. Ở phía bên này là cái ngôi trường của bé Mạnh, hiện tại là đang học rồi cô bác ạ. Còn đi ra bên kia độ tầm là hơn 3 cây số nữa, 4 cây là đến xá cũng như là đến cái điểm trường chính để cho sau này thì là Mạnh là đi vào đấy học cô bác ạ. Hãy còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Xin chào các bác, các chị. Xin chào.